Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin đáng quan tâm sau đây sẽ có trong chương trình. Nga dốc toàn lực trên hai mặt trận, chặn mũi phản công của Ukraine. G7 công bố kế hoạch đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. NATO đối mặt với khủng hoảng mua sắm vũ khí. Nga dốc toàn lực trên hai mặt trận, chặn mũi phản công của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang nỗ lực tối đa để ngăn chặn bước tiến của Ukraine ở miền Nam và miền Đông. Các lực lượng Nga ở khu vực phía Nam và phía Đông đang đầu tư mọi nguồn lực để ngăn chặn các binh lính của chúng ta. Cứ mỗi 1.000 mét tiến công, mỗi thành công của từng lữ đoàn chiến đấu của chúng ta đều xứng đáng được trân trọng. Toàn bộ trọng tâm của chúng ta là ở tiền tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm 14 tháng 7. Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm sẽ có các cuộc đàm phán với các đối tác quốc tế sau khi ông trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania. Chúng tôi sẽ không giảm hoạt động quốc tế dù chỉ một ngày, đặc biệt là liên quan đến công thức hòa bình, đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO và các thỏa thuận với các đối tác về vũ khí cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt Nga, ông Zelensky nói thêm. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này không được sự ủng hộ của Nga. Trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết quân đội Ukraine đã không thành công trong nỗ lực tấn công theo hai hướng. Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công khi tiến quân theo hướng Donetsk và Krasny Liman, người phát ngôn nói. Tướng Konashenkov xác nhận các lực lượng Nga đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày qua. Ở hướng Donetsk, 16 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi thành công trong 24 giờ qua nhờ các hoạt động phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị từ nhóm chiến đấu phía Nam tại các khu vực gần các khu định cư Bedogorovska ở Cộng hòa Nhân dân Lugan, Jastevo, Veloznoy, Krasnogorovka, Sevenoizhi, Mariinska và phía tây Kaletchevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Konashenkov cho biết. Theo người phát ngôn, tổn thất của Ukraine trong 24 giờ giao tranh lên tới 280 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới Krav do Ba Lan sản xuất, 1 lựu pháo D-20 và 1 radar phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất. Tướng Konashenkov tuyên bố các lực lượng Nga cũng tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực Krasny Liman, hạ khoảng 90 binh sĩ Ukraine ở khu vực này. Có tới 90 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 1 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới và 2 pháo D-30 đã bị phá hủy trong 24 giờ qua, người phát ngôn nói. Người phát ngôn cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine và vô hiệu hóa một nhóm thám báo của đối phương ở hướng Krasny Liman trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 9 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Uragan, đồng thời phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng một ngày. Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy kho nhiên liệu của quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhia phía nam. Tại khu vực định cư Upenovka ở Zaporizhia, một kho chứa nhiên liệu cho khí tài quân sự của Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến số 36 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Tại các khu vực gần các khu định cư Prestechino và Aleksandro Sutino ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Orekhov thuộc vùng Zaporizhia, 3 sở chỉ huy và các lữ đoàn cơ giới số 22, 28 và 65 của quân đội Ukraine đã bị loại bỏ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết. G7 công bố kế hoạch đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Kết thúc 2 ngày họp thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva hôm 12 tháng 7, tuy Ukraine vẫn đứng ngoài Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hài lòng ra về sau khi được khối G7 và các đồng minh mạnh mẽ cam kết hỗ trợ về an ninh một cách lâu dài. Mục tiêu là tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, ngăn cản mọi kế hoạch quân sự của Nga. Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào lúc mà các nước đồng minh đang đúc kết bản tuyên bố chung đã không thay đổi được gì. Tổng thống Ukraine không thuyết phục được các lãnh đạo NATO đồng ý về một bản tuyên bố chung cùng với lịch trình cụ thể kết nạp Kiev và liên minh. Chung cuộc, lập trường thận trọng nhất đã chiếm thế áp đảo. Đó là quan điểm của Mỹ và Đức,
muốn tránh leo thang xung đột với Nga. Như vậy là Ukraine sẽ được mời gia nhập NATO, trừ khi các nước đồng minh chấp thuận và hội đủ các điều kiện. Nhượng bộ duy nhất là Ukraine sẽ đốt ngắn được một giai đoạn, tức là sẽ không phải trải qua giai đoạn thực hiện các nghĩa vụ chính trị, kinh tế và quân sự được ấn định trong kế hoạch hành động để gia nhập tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trong khi chờ đợi Kiev, NATO sẽ đẩy mạnh thêm quan hệ nhằm chuẩn bị cho các cuộc thương lượng trong tương lai trong khuôn khổ Hội đồng NATO-Ukraine. Hội đồng này đã có cuộc họp đầu tiên vào hôm 12 tháng 7. Đây là cơ hội để các bên bàn thảo trở lại về những biện pháp đảm bảo an ninh, hỗ trợ quân sự, tài chính và về vật chất cho một quốc gia đang phải đối mặt với chiến tranh. Đây là một định dạng mới nhằm tăng cường hợp tác giữa Kiev và Liên minh NATO gồm 31 quốc gia. Ông Stoltenberg giải thích rằng Hội đồng NATO-Ukraine sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên ở cấp nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và Đại sứ. Ngoài ra, các nhóm công tác chuyên đề đặc biệt sẽ được thành lập. Điều đó có nghĩa rằng cơ quan này sẽ chính xác như Hội đồng Nga-NATO được thành lập vào năm 2002. NATO, một liên minh dựa trên sự đảm bảo an ninh chung, khái niệm tấn công vào một bên là tấn công vào tất cả, đã cẩn thận tránh mở rộng bất kỳ sự can dự quân sự vững chắc nào tới Ukraine vì lo sợ nó có thể tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh tổng lực với Nga. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg khẳng định tương lai của Ukraine là ở trong NATO, nhưng khối này không nói rõ là khi nào. Và để đưa ra một tín hiệu mạnh gửi tới Moscow, phương Tây hôm 12 tháng 7 công bố một kế hoạch đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Trong khi đó, khối G7 và một số quốc gia khác cam kết hỗ trợ Ukraine xây dựng lại một lực lượng quân đội đủ sức tự vệ và tránh mọi cuộc tấn công trong tương lai. Thông cáo chung của G7 nhấn mạnh đây sẽ là một chương trình đầu tư lâu dài. Lãnh đạo 7 cường quốc công nghiệp thế giới Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật, Canada đã có cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các bên chính thức công bố kế hoạch hỗ trợ an ninh lâu dài đó. Khối G7 cam kết tiếp tục yểm trợ Ukraine, đặc biệt là giúp quốc gia này nâng cao khả năng phòng không, pháo binh, tình báo, huấn luyện. Trên thực tế, điều này sẽ chuyển thành các thỏa thuận song phương với Kiev về viện trợ tài chính và quân sự dài hạn để duy trì hoạt động kinh tế và quân sự của Ukraine. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán như vậy với Kiev. Chúng tôi hy vọng các đồng minh và đối tác khác ngoài G7 sẽ muốn tham gia sau đó và thực hiện các thỏa thuận song phương của riêng họ, quan chức này nói. Một số quốc gia khác sẽ tham gia vào sáng kiến này, trong đó có Ba Lan và Romania, cũng như một số quốc gia trong vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương như Australia, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Ngoài ra, G7 tuyên bố sẽ tiếp tục áp lực kinh tế, chính trị đối với Nga liên quan đến chiến dịch đặc biệt của nước này ở Ukraine. Chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng các biện pháp gây áp lực cho Nga tiếp tục tăng lên, bao gồm thông qua các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, cũng như hỗ trợ các nỗ lực buộc tội những người chịu trách nhiệm, bao gồm cả những người liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, dân sự quan trọng, thông báo của G7 nói. Các nước G7 tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực các cơ chế quốc tế, chẳng hạn như Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã viết trong bài báo Thời đại đối đầu đăng trên Russia Gazeta rằng phương Tây sẽ cần cải tổ một số tổ chức quốc tế, bao gồm cả Liên minh Liên Hợp Quốc, trong nỗ lực để đạt được một thỏa hiệp với Liên bang Nga. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Lenta.ru, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga duy trì lập trường của mình về các vấn đề cần thiết để giải quyết tình hình ở Ukraine. Lập trường của chúng tôi không thay đổi đáng kể. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng chúng tôi sẽ tuân theo các lợi ích hợp pháp của mình và sẽ cân bằng các cách tiếp cận để đạt được một giải pháp khả thi với tình hình thực địa, ông Lavrov cho biết. Ngày 12 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng các kế hoạch của G7 nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine là nguy hiểm vì chúng xâm phạm an ninh của Nga. Chúng tôi có quan điểm tiêu cực về việc Ukraine đòi gia nhập NATO và tuyên bố gần đây của các quốc gia G7 rằng họ sẽ cung cấp các đảm bảo an ninh và đưa ra thông báo liên quan đến Ukraine. Chúng tôi tin rằng đó là một sai lầm và nó có thể rất nguy hiểm, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh. Ông Peskov lưu ý rằng bằng cách cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, trên thực tế, các quốc gia này cho thấy sự coi thường nguyên tắc quốc tế về an ninh không thể chia cắt. Điều này có nghĩa là bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ đang xâm phạm an ninh của Nga, ông nhấn mạnh. Người phát ngôn của Tổng thống Nga chỉ ra rằng
quyết định như vậy của G7 có thể gây ra những hậu quả tiêu cực trong dài hạn, trung hạn và thậm chí là ngắn hạn. Chúng tôi hy vọng rằng những ý kiến này bằng cách nào đó sẽ được lắng nghe và sự khôn ngoan sẽ được thể hiện. Bởi nếu không, bằng cách đưa ra những quyết định như vậy, các quốc gia này đang biến châu Âu thành một nơi nguy hiểm hơn nhiều trong những năm tới, ông Peskov cảnh báo. NATO đối mặt với khủng hoảng mua sắm vũ khí. Trong bối cảnh phải dành hỗ trợ quân sự cho Ukraine, các nước NATO đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng về mua sắm vũ khí, cụ thể là Mỹ, đất nước hùng mạnh nhất của liên minh, cũng buộc phải vay hoặc mua đạn pháo thông thường ở Hàn Quốc để đảm bảo nguồn cung cấp cho Kiev, nhà bình luận Mark Hastings viết trên tờ Bloomberg. Tuần này, Vilnius tràn ngập những âm điệu với ý định tốt lành đến từ mọi thành viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO, mặc dù đang diễn ra bất đồng về khả năng kết nạp Ukraine làm thành viên của mình. Còn sự phán xét khắc nghiệt hơn về những gì đang xảy ra là khoảng cách lớn giữa lời nói và hành động, càng nhấn mạnh bởi tình trạng mua bán vũ khí trôi nổi ở cả hai bờ Đại Tây Dương, quan sát viên nhận xét. Như tác giả viết trong bài báo, Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn so với châu Âu, nhưng ngay cả quốc gia hùng mạnh nhất của NATO cũng gặp khó khăn nghiêm trọng khi cố gắng duy trì hỗ trợ dành cho Ukraine. Hãy tạm quên về bom chùm, hãy chú ý tiếp nhận thực tế đáng kinh ngạc là Mỹ bây giờ phải vay mượn hoặc mua đạn pháo thông thường từ Hàn Quốc để cung ứng cho Ukraine, chuyên gia Hastings nhắc nhở, đồng thời nhấn mạnh rằng các giá treo trong kho vũ khí của Mỹ đã trống rỗng. Đồng thời, bài báo lưu ý rằng tình hình ở châu Âu thảm hơn nhiều. Theo quan điểm của tác giả, ở Đức cũng như ở các nước châu Âu khác, ngoại trừ Ba Lan, các nước Baltic và Bắc Âu, không có ý chí chính trị nào để thực hiện biện pháp hiệu quả nhằm củng cố lực lượng vũ trang của họ hoặc hỗ trợ cung cấp đạn dược cho Kiev. Như quan sát viên Hastings chỉ ra, ngay cả ở Anh, Vương quốc đã giúp đỡ Ukraine nhiều hơn bất kỳ nước châu Âu nào khác, vẫn bộc lộ sự miễn cưỡng trong nội bộ về yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng. Mặc dù rất nhiều điều đúng đắn được nói lên ở Vilnius trong tuần này, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải thừa nhận mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng mua sắm mà NATO đang vấp phải, nhà bình luận lưu ý. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận, những đánh giá của mình ở mục bình luận phía dưới video. Xin cảm ơn quý vị, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.